Đăng Vi xin mến chào quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn. Em về mấy ngày rồi. Anh ba khỏe không? Khỏe, Phước. Hai anh ba. Phước nói ổn nè. Vậy hả? Nói bà này tối nói về tới giờ tao nói ủa chừng nào về lại bữa về. Dạ. Tại Phước qua không ghé đây nè. Dạ. Anh khỏe không? Chị ba khỏe không? Cũng vậy hả? Vậy hả? Dùng bệnh khỏe hết hả? Dạ khỏe. Rồi thôi. Dạ. Mấy ngồi. À em về có mình hả? Rồi. Dạ. Rồi về mình phải không? Dạ em về có mình. Về rồi đi rồi tụi nó mới về tiếp. Dạ. Ở Bình Phước nó nói nè, nó nói tụi nó về chìm chứ không có về một lượt được. Dạ. Tại là về cuối cùng. Dạ. Tại vì nghỉ hè. Rồi xong rồi á, về xong rồi cái em quay trở về nữa. Dạ. Mấy người kia về hết rồi em quay trở về nữa. Rồi Yến cũng quay trở về nữa, xe chuyền thì chuyền quay về hoài vậy á. Bé. Dạ. Tại chúng tại nó là về là cuối cùng hè mới về. Dạ. Còn mấy học, còn mấy cô là cứ chuyền lao về thăm bà này. Dạ. Không nhớ luôn. Ai? Em hả? Em là Linh. Úc. Ôi, anh nhớ em Linh không? Mấy Úc này cô Mỹ Linh. Thôi mà Linh hả? Dạ. Ờ, anh nhớ quá, em dạ nhớ đâu. Em còn nhớ anh ba đó. Mình nhớ mình thấy được nhớ tao nhớ không em biết con chú ba mà không biết tên gì vậy dạ. Rồi còn lâu quá rồi đâu có nhớ ông dạ. Nói chờ nè về trước dạ em về trước nhà, đúng dạ. Trời ơi anh chơi mấy kiển này thấy đẹp quá vậy anh ba. Anh có qua tay quá ha. Ơi ơi làm được là giờ anh đâu có làm tối ngày nhỏ nhỏ nha. Dạ có kiển này giải trí cũng vui ha. Chứ bây giờ có mạnh cái gì đâu. Cái này mà em đem qua Mỹ được em cũng đem nó nhìn thấy đẹp quá. Thôi anh làm chỉnh rồi lái nó khoái lắm mà điều anh không có bán. Dạ. Sợ đem ở không sống nổi. Đẹp quá ở bển. Nhưng mà đem nó không cho đem vô. Dạ nó không cho đem vô. Chứ sống ở trên. Dạ mình đem vô không được. Chứ còn sống ở trên à. Dạ. Ờ mấy cây mai này vậy là anh cũng phải chăm sóc rồi thuốc rồi xịt thuốc. Dạ. Thuốc, phân. Cái này phải mình phải theo dõi coi nó thích nghi cái gì nữa phải không anh ba chứ không, đâu không, phải. Không, ở đây là chỉ xịt sâu bẩn rồi vậy thôi. Vậy hả? Phân thuốc nó cứ vậy rồi, không có gì. Dạ. Thích nghi gì hết. Dạ. Cái thời tiết ở đây nó ổn định lâu rồi, trưa nay hôm nay mà. Dạ. Mà nhìn đẹp quá ha. Sao cái này nó lú bông nè anh ba? Bông tiếp. Vậy hả? Bông tiếp tức là nó trổ bông tết xong hết rồi. Bây giờ nó cứ ra kìa, cây đó nó trổ nữa kìa. Lai gai vậy thôi. Vậy hả? Chứ không phải là ấy rồi bắt. Ủa em nhớ hồi đó là tết mới có bông mà. Không, hồi tết có rồi. Vậy giờ nó có tiếp nữa hả? Tiếp tức là nó ra còn sinh nó. Vậy hả? Dạ em làm ngày khác anh ơi. Trời ơi cái cây mai này đã quá anh ơi. Dạ. Dạ. À. Dạ. Thím Thương khỏe không? Khỏe. Dạ. Lúc này thím có buôn bán gì không? Không, giờ nghỉ ở nhà rồi. Vậy hả? Về hưu rồi. Về hưu khỏe rồi. Mấy cây mai này lớn quá ha. Dạ. Cái này chắc mấy chục năm mà thím ha. Mấy chục năm không? Dạ, cây này nó bự quá trời luôn. Cũng lâu mà hồi mua nó cũng bự chảng rồi. Dạ. Trời ơi. Ở chú Thương khỏe ha thím? Khỏe. Dạ. Chú Thương có làm gì không thím ha cũng vườn. Gì? Rồi làm vườn hả? Dạ. Bây giờ con thấy về con thấy ai cũng khá hết trơn rồi con mừng ghê luôn. Dạ nói chung cũng đỡ hơn hồi xưa rồi. Dạ. Càng ngày cũng dạ. Khổ. Dạ. Thấy nhà lá hết rồi đó. Dạ thôi con thấy con cũng mừng. Nhìn thấy nhà cửa khang trang là mừng. Trời ơi. Có mình con về à. Dạ. Mười mấy đứa con rồi. Con ba đứa. Ba đứa bự hết chưa? Dạ bự hết rồi. Dùng nước. Dạ. Dạ được anh Mai. Ơi cái này anh tưới vậy hả? Đúng là thờ nhưng mà nó bún ra tới ngoài này đó. Đó. Quanh đâu rồi nó yếu rồi. Dạ. Nó bị đâu hết qua hay qua nó yếu. À đúng rồi, đúng rồi, nó mới yếu rồi. Bây giờ hay quá ha. Bây giờ rồi. Bây giờ khỏi coi. Tưới. Nói chung hồi xưa mà tưới cây đây sao đâu có nổi đâu. Dạ. Cây đâu tốt. Trời ơi, hồi xưa mà tưới chắc chết luôn. Dạ.
giờ có vụ tưới vậy sao thấy khỏe quá chừng luôn à. Mạnh lắm mà này tại nó vụt mấy quanh mà đều giờ làm biến lội. Dạ. Lội phải tắt. Cái dạ. Người đi nó ướt hết trơn à. Dạ. Phải tắt quanh nó đi. Cải nó đi. Dạ. Mấy cây mai này là anh đi mua chứ anh đâu có phải không? Cây này nhà còn mấy cây mua không? Vậy hả? Dạ. Cây này, này nó lớn cho nó, tại anh trồng xiên hay nó. Anh ba cái này còn mấy chục năm hả anh ba, cái gốc bự dữ lâu, vậy? Lâu lắm rồi, hồi mình về bác hai với anh bước vô trồng dần dần giết nó giờ còn á. Vậy hả? Ờ ôi quá chừng luôn. Có mấy cây kia là anh mua không à? Dạ. Trời ơi, cái em bây giờ mới thấy là cái này là bông móng tay gì nè. Đúng đúng. Dạ. Nó mọc cho anh còn để. Đó, về thấy mấy cây mai này mà ghiền luôn á. Ghiền luôn. Thôi không thích, tôi nói với cô ha, đỏ dê một vùng này nè. Dê yeah, hả? Trời ơi, cây mai bự sao. Trời ơi. Vàng nguyên một cái vùng này luôn. Dạ. Trời ơi. Về mùa Tết là nhìn thấy ghiền luôn. Dạ. Ở miền Bắc thì có hoa anh đào. Dạ. Ở miền Nam thì có hoa mai. Dạ. Trời ơi, mấy cây kiển này đẹp quá chừng luôn. Dạ, ông giấy. Quay mấy cây ông giấy đẹp lắm. Dạ. Cổ đó. Dạ. Con. Ừ thì đó bự quá. Ngoài Hà Nội. Trời ơi, con cái cây này cái gì bự dữ vậy anh ba? Nguyệt quế. Nguyệt quế hả? Cây nguyệt quế này, ủa sao cây này? Cây này sao cái bông? Cái bông nó giống mai chấn thủy quá ha. Ồ, trời ơi, cái cây này che bóng mát tốt. Anh có cần xịt thuốc? Cây này khỏi xịt thuốc hả? Dạ. Dạ. Em về lần này là lần thứ năm. Dạ. Không biết. Bây giờ em đi lạc rồi. Không biết. Dạ. Mỹ Linh hả? Dạ. Dạ. Hồi đó bây giờ đi vậy hả? Trời, vậy con đâu có nhìn ra. Chú Thương. Chú khỏe không? Mỹ Linh em có Hữu Tài kêu. Con Linh nè. Dạ. 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 Ồ. Dạ. Giờ đâu cây nào đâu anh chỉ em coi. Cây nào? Cây đó hả? Cái cây này dạ cái này anh trời ơi, sao cái gốc nhỏ xịu cái gốc cái xịu đất mà sao nó sống được vậy anh ba, sao có nhiều đất vậy sống được vậy? Ôi cái bông giấy này đẹp quá ha. Cây này cây gần thăng hả anh ba? Cây gần thăng nó biết ở đâu không? Ở đâu? Của ông nội đó. Cho hồi mà lớn vậy nè. Trời ơi. Hồi bà con cái cải cái ghe lường á. Vậy hả? Vậy là anh đem về anh trồng hai cây chết với cây còn cây đó. Wow, bây giờ là nó nhỏ một bó rồi nè ông ơi. Hả? Mày lấy gần thăng về cho anh trồng. Ồ, bây giờ vậy là nó cái nó giờ này nó biết bao nhiêu năm chưa? Cái này mấy chục năm rồi. Thì hồi ông Năm ông nhổ một bó lặng. Trên 50 năm hả? Không có trồng ở dưới cây vài cây gì đó. Dạ. Wow. Dạ. Nó đẹp quá ha. Hồi đó cao lắm mà núi thì kiểu cao giờ chơi bonsai cắt lùm xuống. Dạ. Đó, cây
cây đó cũng không nổi. Dạ. Kỷ niệm của ổng tao để lên tới giờ đó. Dạ. Rồi cây nó khéo nè, thúng đồ. Dạ. Mình thúng nhiều lắm. Dạ, hay mấy cây rau càng cua nè, nó mọc lên nè. Thấy thương á. Càng cua tao nhổ cả thúng già bỏ luôn. Vậy hả? Dữ lắm. Ồ, càng cua hả? Trời ơi, bên Mỹ quý lắm á. Ô trời ơi, đây thì nhỏ. Bên Mỹ mà em muốn có một chút xíu hả, chừng 5-10 đồng á. Trời ơi, dữ vậy. Dạ. Ở đây trời ơi, em muốn bỏ là cho cá ăn hết trơn. Dạ. Ở vòng vòng ở đây anh trồng kiển không hả? Sao mà vòng vòng nhà kiển không à? Giờ lớn tuổi rồi chơi kiển vui ha. Anh mà thú vui à. Dạ. Anh cây sứ này á, là anh trồng anh dưỡng bao lâu rồi anh ba? Lâu lắm rồi đó, mấy chục năm anh chắc không mới ghép lại đó. Vậy hả? Giống mới bông đẹp. Ồ, cái cây này mà mấy chục năm rồi. Bị trồng trồng không có lớn. Dạ. Cây đó chắc cỡ 30 mấy 40 năm rồi đó. Trời ơi, cái cây có chút xíu vậy mà mấy chục năm rồi, 30 mấy 40 năm rồi đó. 5-8 mấy tới giờ nó 80. Dạ. Mà cái cây này á anh ba, cái cây này á, cái bông này nó nở nó lâu lắm, nó lâu tàn lắm phải không anh ba? Dạ, đúng rồi. Dạ. Ba cái sống đời nó còn lâu nữa. Dạ. Đất đó. Dạ. Còn lâu nữa. Dạ. Còn cái giống mới giờ còn màu sắc cái đã không? Ồ, mấy cái cây này là cũng là anh phải trồng mới được phải không? Mấy dây dây này nè. Cái đó tự nó mọc nó lên anh thả luôn cho nó che hết nắng. Vậy hả? Cái này cái gì vậy anh ba? Bông trang. Bông trang hả? Chừng nào nó ra bông? Đó, đằng kia nó ra đó. Ở đâu? Trời ơi, em nhớ hồi lần bông trang á, nó đâu có nhỏ vậy anh ba, nó bự lắm mà. Không phải, cái này nó mới có nở là chưa bự. Vậy hả? Em nhớ cái cây nó bự lắm mà anh ba. Không phải, cái đó anh mới chiếc là làm. Còn nó bự là cây nuôi lâu năm nó mới bự. Dạ. Ồ, mấy cây này dễ thương quá ha. Đó, mới làm đó. Trời ơi, bên đây khí hậu ẩm mà anh trồng cây. Dạ, anh trồng cây tha hồ mà trồng luôn. Dạ, đâu có sợ gì đâu. Thời tiết bên đây trồng đã luôn. Dạ. Giờ còn củi, còn chùm củi hả anh ba? Nhiều khi có nhiều cái thức ăn mà nấu củi nó ngon hơn. Dạ. Chứ nấu bếp gà thì không nổi. Dạ. Bếp gà mình nấu mấy cái ít thôi. Dạ. Trời ơi, cái cây mai à, cái cây mai như vậy nè mà có nhiều đất như vậy mà nó sống được hay thiệt á. Con thấy không, anh làm nhỏ vậy đó. Dạ, dễ thương quá ha. Phải lắm. Dạ. Tết cho có bông cái để bàn chơi, bàn nước rồi chơi là như ý luôn. Dạ. Con vừa nó về bán bỏ bọc thì bán giấu vô thùng. Dạ, giấu. Dạ, đẹp á. Trời ơi. Cái cây này mấy cái cây mai này nhìn thấy đẹp quá chừng luôn. Mấy cái này á, mà nếu mà bán chắc mắc tiền lắm nè. Thì cũng nó đúng cũng không nhiều. Ví dụ như cây nở đó khoảng triệu mấy à. Vậy hả, cây này khoảng triệu mấy hả? Wow. Tại vì nó nhỏ. Dạ. Ở cái cây này cũng phải chăm sóc cũng lâu lắm mới được cái gốc này bự chảng rồi. Không có, nhiều khi anh cây anh mua đó là nó bự vậy, cái gì mình cắt này tháp lại chỉnh sửa tay lại. Cái này là anh mua cái gốc mà nó bự sẵn nha. Bự sẵn. Dạ. Chứ mà trồng hồi nhỏ tới lớn là lâu lắm. Dạ. Trời ơi, mấy cái cây bông 10 giờ. 10 giờ mà loại này nó bự lắm nè. Dạ. Bông bự lắm mà nó nở suốt ngày luôn á. Dạ. Bây giờ nó nở tới chiều luôn á. Dạ. Còn 10 giờ kia của mình hồi xưa nó có tới xế trưa xế là nó hết rồi. Dạ. Rồi, cái này là mai chấn thủy nè ha anh ba. Đúng, mai chấn thủy. Em còn nhớ thấy không? Đúng, mai mà em nhớ hồi xưa trồng cái cây nó bự lắm. Bây giờ anh làm cái cây gọn nhỏ nhỏ dễ thương. Mình vô chậu không có cho lớn. Nếu cây bonsai mà lớn nó khá mất cái thế. Dạ. Nó không đẹp.
Dạ. Anh mới vô chậu đó là mình giữ cái dáng đó. Dạ. Chứ đâu cần nó lẹ lớn đâu ha, nó lớn rồi rồi. Lẹ lớn là những cái cây mà bạn thị nè. Dạ. Lớn mình tiền nó nhiều. Dạ. Những cái cây mình chơi vô chậu rồi là không có cho lớn nhiều. Không có cho lớn. Đúng. Dạ. Lớn cái nó phá cái thân cái nhánh đồ hư hết trơn rồi. Dạ. Tức là nó không có đẹp á. Với lại mình sửa, phải sửa hoài ha anh Ma. Sửa. Trời ơi, cây này cái gì anh Ba? Mai Nguyệt Quế. Nguyệt Quế. Cái này chỗ bông này thơm ha. Cái bông này nó bay ra thơm ha. Đúng rồi. Dạ. Quế này là bự nè, anh đài vô đó nó nhỏ lắm. Ít thơm trong đêm á. Dạ. Trong đêm nó thơm lắm. Dạ. Cái này cho nó tài á. Cuối cô Năm. Dạ. Nó tài á, nó thơm ghê. Dạ. Nó thơm kiểu gần không hết, nó nổ cọt nóng rồi nè. Cái này em để coi cái này là cái dây gì quên rồi, kết quả. Dạ. Nó canh ăn. Dạ. Anh để nó canh ăn đó. Ờ. Anh thả đi nấu canh ăn. Rồi cái này mùng tơi nè. Rồi này là gì vậy anh Ba? Cái dây này dây gì vậy? Dưa gan hay dưa leo? Dưa leo hả? Dưa gan. Dưa hấu gì anh trồng tùm lum ha. Rồi ớt nè. À đúng rồi, nó mọc dạ. Chưa nhổ đó. Vậy ăn trồng ngoài kia chứ nó cái này nó mọc nè. Mấy cái vòi nước này anh tưới là bao lâu, bao nhiêu phút anh Ngân? Khoảng chừng 20 phút. 20 phút. Rồi tưới vậy thấm lắm nè. Rồi đó đó, hình như nó yếu đó. Dạ. Nhà bên này có trái dưa gan Mỹ nè. Vậy hả? Trời đi chồng. Uống nước nha, ngồi cây nha. Mày đó, nó tết hay nó trổ đều hết trơn luôn. Dạ. Nhưng mà tại vì bây giờ nó hết rồi. Dạ. Anh tết tao cho mượn, đợi nó mượn cây này là trời ơi bông nó lõ cho bằng dễ ăn luôn. Dạ. Nè, nó có anh trái dưa gan nè. Dạ. Anh bỏ dưa gan mà có ăn khỏi mua nè. Wow. Ôi loại dưa gan này chắc dẻo lắm ha anh Ba. Dưa sáp mà. Dạ. Ủa thấy thương quá ha. Dưa sáp. Ủa, còn anh trồng dưa tròn ha, trái bên lớn vậy nè cô Năm. Dạ. Trái bên lớn vậy nè mà nó tròn quay nó vàng khè như dưa hấu vàng vậy đó. Dạ. Anh trồng nhiều lắm, học dạ. Thiếu gì. Dạ. Trồng vòng vòng ở đây vậy vừa có ăn mà vừa ngắm nó chơi ha anh Ba. Dạ. Trong mấy chỗ điểm anh cũng bỏ vừa hấu vừa gan. Ô trồng giờ đâu có mần cái gì cô ơi, làm bậy nó chơi vui vậy. Dạ. Trời ơi mấy nhìn mấy kiển anh thấy đẹp mắt quá chừng luôn. Cái này ngồi ngó mình cũng thấy thảnh thơi nữa ha. À, đúng rồi, chơi dạ. Thú vui mà. Thú vui. Thú vui tâm nhà. Dạ. À, anh sửa được vậy á, cũng hay chứ đâu phải. Anh có học qua cái pháp bồ sai. Vậy hả? Thầy giải đồ đàng hoàng. Vậy hèn chi chứ sao thế? Không chứ đâu biết đâu mà kêu em uống là không không bao giờ em làm được. Đúng. Phải có ấy mới được. Dạ. Cô ấy đâu có được. Dạ. Video của Lan Vy đến đây xin tạm dừng. Xin cầu chúc các bạn được nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Xin chào tạm biệt.